sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm vang hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi. Cảm ơn Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ Talk Show. Chương trình này được phát hành hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30, sáng thứ Ba lúc 9:30 và chiều thứ Năm lúc 3:00. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những chương trình sinh hoạt của anh chị em nghệ sĩ, những chương trình sinh hoạt hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Đến với chương trình ngày hôm nay, một trong những chương trình đầu năm của năm Nhâm Dần 2022, chúng tôi rất vui một lần nữa có sự trở lại của ban nhạc của câu lạc bộ Tình nghệ sĩ, và người khách mời ngày hôm nay là ca sĩ Thảo Ly. Mến chào Thảo Ly và anh Thành Cư, anh Hoàng đến với chương trình Talk Show ngày hôm nay. Trước hết thì mời Thảo Ly gửi lời chào đến khán giả của đài. Dạ, Thảo Ly xin kính trọng kính chào tất cả quý khán giả của chương trình của câu lạc bộ Tình nghệ sĩ. Dạ. Mến chào anh Thành Cư và anh Hoàng. Hello anh. Hello. Kính thưa quý vị, chắc là mình mới ăn Tết xong là cũng thấy bây giờ mình thở phào được một chút xíu thôi các anh chị. Rất là bận rộn, kính thưa quý vị, chắc là quý vị khán giả của đài cũng như là khán giả khắp nơi cũng thấy là đặc biệt là ở miền Nam Cali chúng ta có rất là nhiều chương trình, nào là diễn hành Tết rồi hội chợ Tết rồi những bên hai cái là phải không anh? Một cái ở My Square Park rồi một cái ở hội chợ Tết sinh viên hàng năm, năm nay là 40 năm rồi đã, kính thưa quý vị. Thì các anh chị em trong câu lạc bộ Tình nghệ sĩ cũng đóng góp rất là nhiều trong chương trình này, cũng như là các em trong ban thiếu nhi cũng đến tham dự rồi có những màn trình diễn rất là hay trong những cái chương trình hội chợ Tết và đã nhận được sự ủng hộ rất là nhiều của đồng hương chúng ta khắp nơi. Không biết anh Hoàng rồi anh Cư rồi Thảo Ly là thấy cái cảm nghĩ thế nào, anh Tết có vui không, có thể chia sẻ khán giả Thảo Ly thế nào? Dạ, năm nay Tết rất là vui, những cái sinh hoạt của cộng đồng ở Orange County rất là nhộn nhịp, ngay cả chợ Tết và đặc biệt là những cái sinh hoạt của câu lạc bộ Tình nghệ sĩ rất là hay, cả những chương trình của các em và người lớn rất là sinh động và rất là mấy em rất là dễ thương. Cũng không quên ha, mình nhắc cái chương trình đêm giao thừa, chắc chắn quý vị đã xem chương trình đó. Các anh chị em đến hát rất là vui trong màn mở màn rồi chào cờ, sau đó thì các chị cũng có những màn hợp ca cũng như là múa trong chương trình rất rất là đông. Trong sau hai năm pandemic covid thì ngày hôm nay mình thấy Tết năm nay đồng hương chúng ta đón Tết rất là vui, rất là đông, thì hy vọng trong năm mới Nhâm Dần sẽ mở ra một cái tương lai sáng hơn và mọi người vui Tết hơn và sẽ một cái năm mới thật là thành công. Đến với chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị, lần đầu tiên tiếng hát của ca sĩ Thảo Ly đến với chương trình, và Thảo Ly cũng mới gia nhập vào câu lạc bộ Tình nghệ sĩ cũng cách đây không lâu, cũng một tiếng hát và chúng tôi cũng gửi đến quý vị khán giả của đài IBC TV trên khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Đây là chương trình chúng tôi mở ra qua cái việc là tâm tình các anh chị em nghệ sĩ, chúng tôi cũng gửi những tiếng hát lời ca của các anh chị em, đặc biệt là những tiếng hát mới. Các anh chị em nghệ sĩ ở khắp nơi muốn tham dự chương trình có thể liên lạc với Cao Minh Hưng. Một lần nữa số điện thoại là 714-403-9315, hoặc là có thể vào trang website, trang YouTube của IBC là IBC Official Channel, IBC TV Official Channel. Quý vị có thể vào đó để xem lại những cái chương trình, rất nhiều chương trình rất hay của đài IBC TV qua hệ thống của đài là 57.19, cũng như quý vị có thể xem qua YouTube. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì Thảo Ly một tiếng hát, lát nữa đây quý vị sẽ nghe tiếng hát của Thảo Ly. Những cái dòng nhạc nào mà Thảo Ly thường chọn khi mà trình diễn với khán giả của đài hay là của ở đồng hương khắp nơi? Dạ, kính thưa anh và tất cả quý khán giả của câu lạc bộ Tình nghệ sĩ, Thảo Ly thì hôm nay là rất hân hạnh được tham gia vào cái chương trình của câu lạc bộ Tình nghệ sĩ, và dòng nhạc mà em thường hay hát là bolero và dòng nhạc của quê hương. Dạ. Có lý do gì mà mình thấy cái chất giọng của mình phù hợp hay là mình thích cái dòng nhạc đó? Dạ, thứ nhất là từ ngay còn bé thì em đã mê hát và em rất thích những cái nhạc trữ tình nhẹ nhàng như là bolero hoặc là nhạc quê hương. Dạ, thì rồi em cũng có đi thử thì tất cả bạn bè thì nói là em rất là hợp với dòng nhạc của bolero và nhất là dòng nhạc quê hương. Dạ. Tiếng hát này ngày hôm nay cũng sẽ gửi quý vị khán giả quay tổng của đài IBC TV, cũng như sẽ xuất hiện trong cái chương trình kỷ niệm 12 năm của câu lạc bộ Tình nghệ sĩ mà cảm ơn anh thấy anh Hàn Cư đang cầm cái poster trên tay, cũng như là quý vị sẽ thấy cái poster trên màn ảnh. Thì anh Hàn Cư có thể nhắc lại cái ngày của chương trình thưa anh? Kính thưa quý vị, sau cái chương trình Tết thì chúng tôi đến cái chương trình này cũng bận rộn lắm,
bằng chương trình đại nhạc hội kỷ niệm 12 năm thành lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Có thể nói là cái chương trình này chúng tôi đã ôm ấp từ lâu rồi, từ 2 năm nay, nhưng mà không thực hiện được. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ quyết định là phải thực hiện cho được. Và cái chương trình tổ chức vào ngày Chủ nhật 27 tháng 3 năm 2022 và lúc 5 giờ chiều. Một chương trình rất là đặc sắc. Lát nữa đây mình phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ gửi quý vị nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên thời lượng chương trình phần 1 sắp hết rồi, thì đến đây thì mời Thảo Ly có thể chọn một bản nhạc để gửi đến quý vị khán giả trước khi chúng ta bước vào phần 2 của chương trình. Thảo Ly sẽ chọn bài gì, hát gì đây? Dạ, xin gửi đến quý khán giả gần xa của câu lạc bộ tình nghệ sĩ một bài hát nhân dịp xuân Nhâm Dần. Bài hát được mang tên là Đoạn Xuân Ca. Wow, Đoạn Xuân Ca, một điệu nhạc cha 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 rất là vui. Mang đến không khí rất là tươi vui, không riêng gì khán giả của đài BGTV mà khán giả khắp nơi với bản nhạc Đoạn Xuân Ca. Mình được cảm ơn anh Hoàng cũng như là Hành Cư trong ban nhạc câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ gửi đến quý vị tiếng đàn và tiếng hát. Sau bài hát này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại để bảo trợ cho đài BGTV. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ những cơ sở thương mại này để các anh chị em chúng tôi, đặc biệt các anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ có cái phương tiện để gửi đến quý vị những tiếng hát lời ca để cho cuộc sống chúng ta thêm thăng hoa hơn. Sau đây tiếng hát của ca sĩ Thảo Ly với bản nhạc Đoạn Xuân Ca. Trời về nơi đây cùng hát